huấn luyện viên Park chia tay tuyển Việt Nam, khép lại một giai đoạn vinh quang. VFF và huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ thông báo hai bên sẽ không tiếp tục gắn bó sau 5 năm có quá nhiều kỷ niệm đẹp. Cuộc chia tay được người hâm mộ dự đoán từ sớm nhưng vẫn có gì đó tiếc nuối hụt hẫng. Có thể khẳng định luôn, huấn luyện viên Park Hang-seo là nhà cầm quân thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, trong khi những người tiền nhiệm chỉ có thể đưa đội tuyển Việt Nam lên ngôi khu vực thì dưới triều đại ông Park, các đội tuyển U23, đội tuyển quốc gia đã đạt tới tầm châu Á. Nhiều người nói rằng ông Park gặp may khi sang Việt Nam rất đúng thời điểm, đó là khi bóng đá Việt Nam có một lứa cầu thủ tài năng, bước vào độ tuổi chín của sự nghiệp. Điều đó là đúng nhưng chưa đủ, chúng ta không thể phủ nhận công sức, tâm huyết của huấn luyện viên Park Hang-seo. Chưa có một huấn luyện viên nào lại gần gũi tâm lý với cầu thủ như ông Park, chưa có một huấn luyện viên nào có khả năng truyền lửa như ông thầy người Hàn. Có nhiều yếu tố để mang tới thành công cho một đội bóng, một nền bóng đá, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là con người. Ông Park có thể chỉ là vô danh ở Hàn Quốc nhưng biết nắm bắt cơ hội, thích nghi cực nhanh với môi trường bóng đá ở Việt Nam, có một điều mà ai cũng phải thừa nhận, bất cứ cầu thủ nào khi lên tuyển đều nể phục yêu mến và chiến đấu vì ông Park Việc VFF và huấn luyện viên Park Hang-seo chia tay nhau thực tế đã được nhiều người dự đoán. Trong những lần trở về quê nhà Hàn Quốc, ông Park thường nói với giới truyền thông rằng mình đang để ngỏ khả năng chia tay đội tuyển Việt Nam. Đó không phải lời nói chơi hay cách để ông Park gây áp lực với VFF trước khi hai bên đàm phán hợp đồng. Có lẽ vị chiến lược gia người Hàn Quốc biết rằng đã tới lúc mình dừng lại khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp. Nếu ở lại ông Park phải có một mục tiêu rõ ràng hơn, sự chuẩn bị chu đáo cho Asian Cup 2023 và đặc biệt là giấc mơ World Cup 2026 của bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Park là người có ít sự thay đổi trong 5 năm qua, từ lối chơi tới dùng người. Vì thế, nếu tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, ông sẽ không tạo ra sự mới mẻ, đồng nghĩa với việc bị đối thủ bắt bài. Như vậy có thể thấy việc huấn luyện viên Park Hang-seo và VFF chia tay nhau không hẳn là vấn đề tiền lương. Trong 5 năm qua, ông Park đã có tất cả từ sự kính trọng, nổi tiếng, một sự nghiệp huy hoàng, chế độ đãi ngộ cao nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn có thể giúp đội tuyển Việt Nam thành công trong một vài giải đấu nào đó trong tương lai, nhưng để được như 5 năm vừa qua có lẽ là rất khó. Bản thân VFF cũng biết điều này và việc nói lời chia tay với vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã được đưa ra nhanh hơn nhiều người đang nghĩ. Cuộc chia tay của VFF và huấn luyện viên Park có thể khiến nhiều người tiếc nuối nhưng lại là tốt đẹp cho cả hai. Trong ngày chính thức thông báo thôi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, ông Park xúc động chia sẻ rằng mình muốn làm cầu nối để gắn kết mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc ở tất cả các khía cạnh của cuộc sống, trong đó có bóng đá. Tôi vẫn tiếp tục thực hiện sứ mệnh đó và đóng vai trò trong việc duy trì và tăng cường mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo nói. Tôi hiểu được những tình cảm và sự ủng hộ dành cho tôi trong thời gian ở Việt Nam. Dù rời khỏi vị trí này, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đáp trả lại sự ủng hộ của các bạn trong tương lai gần. Một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn tất cả những tình cảm mà Việt Nam đã dành cho tôi, huấn luyện viên Park Hang-seo nói lời cảm ơn. Nhưng bằng tất cả sự quý trọng và yêu mến người dân Việt Nam, VFF, các cầu thủ mới là người phải nói lời cảm ơn nhiều nhất với ông park xin cảm ơn ông park hang seo